Chớm thu rồi và hiện tại thì cái ngày mưa kéo dài rất là nhiều và nhu cầu tìm kiếm mua máy sấy quần áo cho gia đình tăng cao. Và hôm nay thì thêm cái chương trình dành cho dòng máy sấy của Elec và em sẽ có một clip so sánh dòng 8 cân sấy, khối lượng 8 cân phù hợp với rất là nhiều gia đình hiện tại. 803 Q7 của Elec và 804 H5. Hai dòng sấy hít bằng, sấy bơm nhiệt này nó có cái khác biệt nhau ra sao và giá bán đang chênh lệch tới cỡ nào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với cả TechZ, kênh chuyên review các sản phẩm điện tử điện lạnh. Và hôm nay nội dung để phục vụ các bác là dòng máy sấy cao cấp của Electrolux. Trước khi vào hai mã 8 cân thì cái chương trình ngày hôm nay dành cho con 9 cân dòng nhập khẩu của Ba Lan cao cấp nhất của Electrolux trong cái thời điểm hiện tại. Con EDH903R9WB này đang giảm thêm khoảng 1 triệu và đang giảm về còn nhỉnh 19 triệu thôi. Dòng này mà các bác tìm 9 cân cao cấp có công nghệ sấy, có cả cảm biến, rồi có cả những cái khả năng sấy giúp tránh co rút và biến dạng quần áo, cũng như là nó tránh sấy khô quá mức ấy, thì phải là cái mã 9 cân này. Tuy nhiên thì giá hiện tại nhỉnh 19 thì giá khá là cao. Và đối với nhu cầu của các gia đình hiện tại thì xu hướng sẽ lựa chọn là các cái dòng có cái giá nó tốt như cái dòng 8 cân này. Và buổi hôm nay thì sẽ so sánh dòng 8 cân. 8 cân này là 8 cân bơm nhiệt nhé, công nghệ sấy heat pump bơm nhiệt cao cấp nhất rồi. Bên dưới bơm nhiệt thì nó sẽ có ngưng tụ, có thông hơi. Thì thằng ngưng tụ và thông hơi thì nó sẽ rẻ tiền hơn so với cả bơm nhiệt này. Bơm nhiệt này thì nó sẽ sử dụng công nghệ sấy bằng ga, nó giống như điều hòa và tủ lạnh vậy. Nó tiết kiệm điện hơn, an toàn hơn và đảm bảo quần áo được giữ nó sáng mới và lâu hơn. Tiết kiệm tới 50% so với cả công nghệ sấy ngưng tụ và sấy thông hơi. Hai mã hôm nay quay để các bác xem và trải nghiệm thì sẽ có cái ký hiệu là EDH803Q7WB và EDH804H5WB. Hai thằng thì cùng có ký hiệu là EDH nhưng 804 và 803 thì các bác cần phân biệt thứ nhất là xuất xứ. Electrolux hiện tại thì có cả nhà máy tại Ba Lan và cả nhà máy tại Thái Lan nữa. Tức là cùng dây chuyền công nghệ nhưng họ sẽ có các cái điểm để họ sản xuất các dòng máy khác nhau. Và song song với cái việc đó thì tùy vào cái môi trường, tùy vào cái khu vực thì họ sẽ có những cái thiết kế khác nhau. Nhưng về cơ bản thì hai dòng này là dòng 8 cân và đang có cái lượng bán ra trên thị trường rất là nhiều. 8 cân bơm nhiệt. Dòng 804H5WB xuất xứ Thái thì sẽ có thời gian bảo hành chính hãng 25. Thằng bên Ba Lan là thằng EDH803 thì cũng tương tự. Và thiết kế nhìn chung thì các bác sẽ thấy cái khác biệt ở cái khu vực đây, khu vực lắp bên này. Đây là cái khay ngưng tụ. Đấy, khay ngưng tụ. Trên dòng Thái Lan thì cái mặt của khay ngưng tụ là màu trắng, còn thằng xuất xứ Ba Lan thì nó sẽ là màu đây, màu xanh. Đây. Đối với 803Q7 Ba Lan thì giá hiện tại sau khi trừ hết quà thì nó về còn xấp xỉ khoảng tầm 17 triệu 9 này. Còn đối với thằng 804 trừ hết thì nó về còn khoảng 15,6. Và đối với hai thằng này thì về cơ bản khối lượng sấy như nhau, cùng thời gian bảo hành 25 toàn máy bảng mạch, động cơ bảo hành 15. Nhưng trên con 803Q7 thì sẽ có thiết kế khác biệt hơn một chút với cái bảng điều khiển điện tử ở bên ngoài này. Mặc dù là đều có song song cả tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng bảng điều khiển điện tử trên con 803Q7 sẽ có cái hiển thị, cái bảng nó rộng hơn, to hơn, rõ hơn. Mọi người có thể nhìn được mức sấy, nhìn được cái công nghệ, cái chương trình tăng cường chống nhăn. Và đối với cái dòng 803Q7 này có thêm cả chức năng kết nối Wi-Fi nữa. Đây, bên này là con 804H5. Thiết kế thì cái mặt điện tử của con 804 nhỏ hơn. Lắp của khay ngưng tụ thì gì? Màu trắng. Và đối với cái con 804 này thì nó sẽ không có chức năng kết nối Wi-Fi, không có chức năng cảm biến chất liệu, cái cảm biến để có thể là giảm nhăn. Hai thằng này thì chênh nhau khoảng tầm trên xấp xỉ khoảng tầm 2 triệu.
trên 2 triệu chút xíu. Nhưng mà nhu cầu thì các bác sẽ quan tâm là thằng nào sấy tốt hơn. Thì hai thằng đều sẽ có cái tiện ích sấy tương đương nhau, công suất tiêu thụ cũng không chênh lệch quá nhiều. Đối với 804 800W thì thằng 803 Q7 Ba Lan thì cũng là 900. Đấy, lệch nhau khoảng 100W thôi. Nên là cái khả năng sấy khỏe là tương đương nhau, không có khác biệt gì nhau cả. Nhưng nếu mà các bác mở ra, các bác mở cái lồng giặt ra, thì trên con 803 Q7 thì sẽ có thêm một cái chức năng kết hợp với cái khay đa năng này, là các bác có thể sấy thêm giày. Đấy, phụ kiện, sấy thêm phụ kiện, sấy thêm giày. Thì cái khay này, khay sẽ khá là tiện lợi trong quá trình mà các bác muốn để một đôi giày, các bác cho vào sấy, và cái quá trình mà sấy thì nó sẽ đảm bảo là giữ cho cái giày của các bác nó khô hoàn toàn luôn. Đấy, 803 nó sẽ hơn thêm một cái tính năng đó. Nên là với chênh lệch khoảng 2 triệu thì cái nhu cầu của các bác nó sẽ có những cái lựa chọn nhất định. Đấy, cùng là khả năng tiết kiệm điện này, cùng giảm phai màu đến 80%, giảm nhăn tối đa, và có hiển thị cả hỗ trợ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đều là công nghệ sấy bơm nhiệt an toàn, thân thiện, bền bỉ theo thời gian. Đấy, nhưng mà lệch nhau về wifi, lệch nhau về giá để, lệch nhau về xuất xứ thì cái chênh lệch khác biệt nó là như vậy. Thì thông tin các bác có thể truy cập vào website của em ecomat.vn, hoặc là bình luận bên dưới video, hay gọi về tổng đài bên em thì bên em sẽ hỗ trợ các bác, hoặc bình luận bên dưới video nhé, em sẽ trả lời ngay. Cảm ơn mọi người.